Chào mọi người, lâu quá rồi mình không có quay cần câu à. Mấy hôm nay thì toàn Bình quay không à, mình đang bận việc nên hôm nay mình mới sắp xếp được công việc mình quay cần câu để cho mọi người lựa chọn nhé. Đây, hôm nay những cái cần này đấy. Trước tiên là mình quay cái cần lớn này trước đi, cái cần này, đây, này. Đây, đây mọi người, đây. Để tách riêng cái này ra cho dễ nhìn, đấy, cái cần này, cần bốn khúc này, đấy, à, người gì, đây, đó, cần bốn khúc. Mình không có ghép vào nhé, tí nữa mình sẽ cho mọi người coi từng đoạn một. Đây, cái cần này á nó dài 6 mét, thu vào là 1m58 nha mọi người, thu vào 1m58. Cân nặng của nó là 1,26 kg, 1,26 kg đấy, 1,26 kg nha mọi người. Còn cái đường kính của cái đột đỉnh á là 2,4 ly đấy. Và đặc biệt cái cần này, cái cần đấy sẽ được tặng thêm cái cần này cho mọi người. Ai mua cái cần này sẽ giá 500, ai mua cái cần này giá 500 sẽ được tặng cái cần này nha mọi người, tặng thêm cái cần này. Đây, đây có ghi tặng luôn, tặng mình đọc luôn cái thông số này. Đây, cái cần này dài 1m6, nặng là 40g, đường kính của cái đọt đỉnh là 1,5 ly. Đây, mình cho mọi người coi cần tặng trước nhé. Đây, khoan này không bể vỡ gì cả. Đây, có một khoan ở giữa này nó bị nứt. Đây, có bốn khoan bao gồm luôn cả khoan đỉnh nha mọi người, khoan đỉnh đầu bu ấy, bao gồm luôn cả đầu bu là có bốn khoan. Đấy. Đấy, hai cái giữa thì bị nứt nhựa nhưng mà vẫn còn sứ, còn đầu bu này. Và cái cần này nó có một cái là nó bị trẻ chỗ này rồi. Về mọi người quấn nhựa xong nhỏ keo chỗ này nha mọi người, quấn nhựa xong nhỏ keo chỗ này cho nó bám vào cho nó có độ uống nha mọi người. Đấy, còn cái này nó nứt nó trẻ rồi rồi. Đấy. Nha. Cái cần này là cần tặng đi theo kèm cái cần này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái cần này. Đấy. Cho mọi người coi nè. Đấy. Đấy. Chất liệu cái cần này là phíp nhé. Đấy, khoan này. Đấy, khoan này nha mọi người. Đấy, khoan này là khoan kim loại luôn nha mọi người, trong đây là trơn luôn nhưng mà nó hơi bị oxy hóa rồi mọi người, về đánh là nó sạch à, đánh là nó sạch à, sạch trơn lại ngay à. Đấy, tiếp theo ống thứ hai này. Đấy, đấy, bu này. Ống thứ hai thì có hai cái ống thứ hai thì có hai cái khoan. Đấy, vạn nguyên nha mọi người, chỉ có bị hơi bị hoang rỉ một tí thôi. Đấy, đấy, này, các cái đầu chốt đều có bọc kim loại nha mọi người, tránh tình trạng bị nứt vỡ. Đấy, ép lực qua nứt vỡ. Này, đoạn thứ ba, đây, đoạn này thì có ba cái khoan vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người, ba khoan vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có bị oxy hóa xí thôi, về mọi người đánh ra là xài được ok. Đấy, này, à, bọc kim loại này. Tiếp theo cái đoạn cuối cùng ở trên đỉnh này. Đây, này, đoạn này chỗ này là khoan khoan xoắn như thế này mọi người. Đây, sợi nóc chống rỉ luôn. Đấy, này, đấy, đoạn đây nè, mọi người biết rồi, cái cần này là cái cần máy mà máy nằm. Đấy, cần máy nằm. Đây, mấy cái khoan nó bám sát theo cái cần. Đây, độ bu của nó nè, độ bu đa hướng này nha mọi người, nó còn nguyên vẹn, chỉ có là bị hơi bị hoang rỉ, mọi người phải đánh nó ra. Đấy, nha. Rồi, cái cần này 500 đấy nha mọi người. Đấy,
số 1. 500 chất liệu fib dài 6 m, thu vào là 1m58, cân nặng của nó là 1kg 26, đường kính của độc đỉnh là 2,4 ly. Đấy, số 1 được tặng kèm cái cân này. Đấy là đi bộ, ai mua số 1 là được tặng kèm cái cân này, lúc nãy mình đã có giới thiệu rồi. Đấy, số 1. Tiếp theo cái cân số 2. Cân số 2 đây, cái cân số 2 này là cái cân Suzumi Carbon nha mọi người. Suzumi Carbon cho mọi người coi thông số luôn. Dài 3m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m08, đường kính độc đỉnh của nó, đường kính độc đỉnh để gắn đầu u á, là 2,2 ly. Đấy, cân nặng của nó là 180g. Đấy, giá tiền của nó là 600.000 luôn, nên mọi người thấy trước biết mà tính toán. Đây, Suzumi nha mọi người. Đây, đấy, đây, cần dài 3m, đó, thu vào, đây, carbon, này, dàn khoan với đầu bu của nó này. Theo như mình nhận định á, thì dàn khoan của nó thì ba cái này là người ta thay thế rồi hay sao ấy, tại vì nó khác so với hai cái dưới này, đấy, khác so với hai dưới này, đấy. Ba khoan này như người ta thay thế rồi. Đây, carbon nha mọi người. Mọi người coi từng đoạn này. Đây, đây. Sơn của con đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy. Nói chung là cái này có tất cả là 4 khoan và 1 đầu bu. Đấy. 4 khoan và 1 đầu bu nha mọi người. 4 khoan và 1 đầu bu. Đấy. Ok nha mọi người. Đấy. Carbon nha mọi người, chất liệu carbon nha mọi người. Cái cần số 2. Số 2. 600.000. Số 2 600.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 3. Đây, cái cần này. Cái cần này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 99cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly, còn cân nặng của nó là 320g, số tiền của nó là 200.000. Đấy. Đấy, cái bát của nó này. Đấy. 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 Còn cây này á thì nó chắc nó có bao nhiêu cái khoan với thì mình không rõ, nhưng mà hiện tại nó chỉ còn một cái khoan này thôi, còn một khoan này đầu bu cũng mất rồi, đầu bu cũng tụt mất rồi nha mọi người. Đầu bu không phải gãy, nhưng mà không phải là gãy, nhưng mà nó tụt mất nè, nó tụt mất đầu bu nè. Đây, cái cần này thì nước sơn còn rất là đẹp, nhưng mà không biết khoan vì sao mà nó tụt hết mất, chắc là lấy mất rồi hay sao ấy. Đấy, đấy. Mọi người, nước sơn rất là đẹp. Ok, thấy rồi. Đấy, chính vì mắc đầu bu, mắc khoan nên nó mới có cái giá này nha mọi người. Đấy, như mọi người thấy rồi đó. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 99cm, cân nặng của nó là 320g. Đấy, đường kính độc đỉnh là 1,3 ly. Đấy, số 3, 200.000. Quá rẻ cho cái cần này. Tiếp theo. Tiếp theo là cái cần hai đoạn này. Cần hai đoạn này dài 1m6, thu vào ngắn nhất của nó là 84cm. Đấy, đường kính của cái độc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng của nó là 140g. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 100.000 thôi. Đây, con này này. Nhìn này. Đấy. Nhìn luôn cả cái đoạn bên cạnh nha mọi người. Mình không có gỡ ra nữa làm gì. Đây, có sợi cước người ta cọc vào đây làm gì. Đây.
này, khoan của nó là đây, sợi inox rồi, inox quấn như thế này, đây, trượt trên này thôi, đấy, khoan nguyên kim loại đó luôn đó mọi người, đấy, đấy, cái cần này á là vị trí của nó là gồm có 3 khoan, đấy, một khoan ở cái đột góc này và hai khoan ở trên cái đột đây nhá, đấy, hai khoan này thì vẫn còn nguyên vàng, chỉ có mắc là gãi mất cái đầu bu, đấy, gãi mất cái đầu bu thì mọi người về thay cái đầu bu nha mọi người. Về thay cái đầu bu khác, đấy, khiếm khuyết như thế. Rồi, cái cần này, cái cần số 4, cần số 4, 100, đấy, số 4, 100. Tiếp theo, cái cần số 5. Cái cần này cũng cái cần hai đoạn luôn. Đây, nhưng mà cái cần này thôi đang nằm ở ngoài ghép như thế này mình ghép vào luôn. Đây. Cái cần này. Đấy, nó dài 1,4 m. Dài 1,4 m là do nó bị gãy một đoạn nha mọi người, nó bị gãy một đoạn độc. Đấy, dài 1,4 m. Chứ đúng ra cái cần này chắc dài 1,55 m á. Dài 1,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 0,8. 0,8 cm nha mọi người. À, không phải thu gần ngắn nhất của nó là 80 cm, đường kính đột đỉnh của nó hiện tại á, à, nó gãy xuống là còn 2,3 ly này, còn cân nặng của nó là 100 gram. Đây cho mọi người xem, đây bát này, bát Fuji nha mọi người. Đấy, cái cần này mình nhìn không biết có phải carbon không. À, độ rằn của nó rất là cao nha mọi người. Đây, Suzumi hai đoạn. Đấy, này khoan này, nó một khoan, hai khoan, ba khoan, bốn khoan. Cái cần này đáng ra 4 khoan và 1 đầu bu, có nghĩa là điểm giữ cước của nó là có 5 điểm lận, nhưng mà cái đầu bu thì nó bị, đoạn đầu bu nó đã bị gãy rồi. Còn cái khoan này thì hiện tại này vẫn còn nguyên này, kim loại bọc đá này. Đấy, đoạn này là đoạn nấu gì hai đoạn này. Đấy, đây khoan thứ hai này, đây đây nha mọi người, kim loại bọc đá đấy. Khoan thứ ba này, đấy, đây mọi người thấy chưa, đây này, cái này nó không ghi carbon nhưng mà nó cũng là carbon đấy nha mọi người. Đây, cái đoạn độc này mình thấy là carbon rồi đây. Đây nên thấy carbon rồi, đoạn dưới này thì nó mờ nhạt quá nên mình không dám khẳng định. Thế đi, giờ nó có 200 ngàn mà mọi người đâu gì. Đấy, đây cái cần này có 200 ngàn thôi nha mọi người. Nó bị đấy, mình nói trước rồi, nó bị gãy cái đoạn đầu bu rồi nha mọi người. Gãy cái đoạn đầu bu, gãy từ trên cái đoạn đầu bu trên này này khoảng 15 phân á, gãy xuống có tới cái khoang thứ hai này rồi nhá. Đấy, mọi người về chế lại, bỏ cái khoan thứ hai đi, lắp cái đầu bu lớn vào đấy là được. Số 5 200 5 200. Tiếp theo đây này, đây Ryobi Korea, cái cần Ryobi Korea này. Nắp đít nó cũng hơi bị bể xí thôi, bể cái lõm đít này. Đó. Đấy. Rồi, ngoại hình. Bát Fuji. Bát Fuji FX7. Fuji FX7 nha mọi người. Đây, này. Đào này nó bọc kim loại. Trên đào này thấy không? Khoan và đầu bu thì mình thấy nó mất hết trơn rồi mọi người, mất hết trơn rồi. Và cái bọc kim loại này thì đây, bọc kim loại này thì bọc khoan ở chỗ này mình thấy mất luôn. Đoạn chỗ này bị bể nữa này. Đấy. Đoạn chỗ này bị bể nữa. Đấy. Như ngoài hình cho người coi nha. Đấy. Bể này. Bể tót luôn. Đấy. Đấy. Thì cũng có nứt đây.
có nứt đây. Nứt hay là keo gì đây? Nứt. Có nứt nha mọi người. Chất liệu cái này là phíp. Đấy. Đấy. Nước sơn thì còn cũng được. Đây này, cái này. Cái này hiện tại đang dài 2m7. Thu và ngắn nhất của nó là 60cm. Đấy. Đường kính đọc đỉnh của nó hiện tại bây giờ là 1,65. Còn cân nặng của nó là 180g nha mọi người. Giá cái này 100.000. Số 6. 100.000. Số 6 100.000 nha mọi người. Tiếp theo cái số 7. Số 7 là cây cần tay, dài 2m7. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính đọc đỉnh của nó là 1 ly, còn cân nặng của nó là 80g. Giá tiền của nó 130.000. Đây, cần tay nha mọi người. Cần tay Daiwa đàng hoàng nha mọi người. Made in Korea. Đấy, cần tay Daiwa Made in Korea. Thấy không mọi người? Cây cần này, cây cần số số 7. Cái này giá 130.000 nha mọi người. 130.000. Đấy. Tiếp theo, cần số 8. Cần số 8 là cái cần hai đoạn này. Đây, nó có bát gắn ở cuối cần. Đấy, còn cầm là như thế này nha. Đây, mình gắn luôn cái đoạn này vào xem sao. Đây. Cần này dài 2m45 nè, thu vào ngắn nhất của nó là 1m28 nè. Đường kính cái đọc đỉnh của nó là 1,9 ly này, cân nặng của nó là 100g. Đấy. Cân nặng của nó là 100g. Đây, giá tiền của nó 350.000. Đây. Đấy. $350.000 tại vì sao mọi người có biết không? Tại vì cái cần này là cái cần carbon nha mọi người. Cần carbon. Đây. Cần carbon. Đây. Khoan của nó là khoan kim loại nha mọi người. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái khoan và một cái đầu bu. Đây, 9 cái khoan và 1 cái đầu bu nha mọi người. Đây, mọi người coi. 9 cái khoan nhưng mà bị mất hai cái khoan. Hai cái khoan gần sát đầu bu rồi. Đấy. Khoan kim loại nha mọi người. Đây. Đây. Khoan xoắn kim loại này, xảy nóc rồi. Chống rỉ. Mình rút luôn ra cái đoạn này, rút cái đoạn này ra để mình đưa ra sau cho nó dễ. Đấy. Carbon đấy nha mọi người. Đấy. Đây. Cái khoan này thì mọi người về nhà rất là dễ cột nha mọi người. Đây. Làm gì không? Làm gì không? Không. Gói cần số 1 đó. Bị mắc hai cái khoan ở trên đầu này nha mọi người. Đấy. Cái cần này chỉ có một khuyết điểm là bị mắc hai cái khoan trên đầu này thôi. Và cái khoan này thì mọi người biết rồi, mọi người nhìn thấy cái khoan này nè. Đấy. Về cột rất là đơn giản à. Đấy. Nhá. Rồi. Đấy. Như cái thông số này mọi người thấy đấy, cần này 350.000 nha mọi người. Cái này cây số 8. Số 8.
cần hai đoạn mà dài 2m45 này nữa, rất là ngon. Carbon số 8 350 350 nhiều. Đừng cho đường nhỏ chôn trên đây lưa đi. Phải tránh mình. Tránh tôi dở. Tiếng nào đi. Tiếp theo số 8 rồi phải không nhỉ? Số 8 rồi. Cái cần số 9. Đây, rồi đó. Thông số của nó dài 3m rưỡi, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính của cái độc đỉnh á là 0.9 ly, cân nặng của nó là 100g. Cái này là cái cần tay nha mọi người, cần tay. Đấy, cần tay. Giá tiền của cây này rất là rẻ luôn nha mọi người. Giá tiền của cây này nó chỉ có 120.000 thôi. Đấy. 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 Cây mấy cái đầu này á, mình thấy là hình như người cần này chính xác là cái đầu nó không có bọc kim loại nha mọi người. Không, mấy cái đầu của mấy cái ống này người ta không có bọc kim loại. Nhưng mà người chủ trước người ta hình như người ta vẫn quấn keo, người ta quấn đầu đổ keo vào để cho nó chắc chắn là sao á. Người ta rất là kỹ đây nè, vẫn còn dấu vết của keo này nhưng mà nó không có hề nứt nha mọi người. Có nghĩa là người ta lo xa, người ta quấn trước thôi. Đấy, người ta làm trước. Và những người mua những cái cần mà không có bọc kim loại trên đầu này thì về tốt nhất cũng nên làm như thế, cột cước hoặc cột nhựa vào xong rồi nhỏ keo vào. Đấy, cho nó gia cố thêm cái cần của mình nhé. Này, đo lại thông số nhé, dài 3m rưỡi này, thu vào là 1m02 này, đường kính độc đỉnh là 0.9 ly này, cân nặng là 100g. Đấy, giá chỉ có 120.000 thôi. Số 9. 120.000. Đấy. Tiếp theo, số 10. Số 10 là cái cần Olympic, cần Olympic. Giá có 250.000 thôi, mà chiều dài tới 3m. Thu vào ngắn nhất là 1m1, đường kính của độc đỉnh là 2.6 ly, cân nặng của nó là 280g. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 250.000 thôi, cho mọi người coi trước. Đấy, cần Olympic mà thấy 250.000 là phải coi ngay nha mọi người. Đấy, cần máy. Đấy, cần máy Bass Fuji FS7 là mọi người biết rồi. FS7 là nó tầm trung, mà cái cần thường mà dùng bass FS7 này là nó thông dụng, tầm trung, mọi người hay dùng nhất. Đấy, FS8 thì hơi lớn, mà 5 thì 7 với 6 là thông dụng, còn 5 thì hơi nhỏ nha mọi người. Đấy, mọi người coi nè. Đấy, 3 mét. Đây, cái cần này thì cần máy mà giờ mình chỉ thấy còn có hai cái khoang này thôi. Đấy, còn có đầu bu. Đầu bu thì mất rồi. Đấy, đầu bu mất hoặc là gãy cái đoạn đầu bu một tí rồi. Đấy, thế. Đây. Thì đây, đầu bu mất xong rồi, theo như mình thấy những cái cần thường thấy thì nó sẽ mất hai cái, nó sẽ mất hai cái khoang trung gian này nha mọi người. Hai khoang trung gian và cái đầu bu nữa là 3. Nên mọi người về gắn thêm vào. Đấy, mua gắn thêm vào hoặc là đem ra tiệm người ta gắn cho. Đấy,
Rồi. Đấy. Sơn thì hơi xước sát, nhưng mà có điều là cây cần này Olympic chỉ có thiếu một đầu bu và hai cái khoang. Đấy, một đầu bu và hai cái khoang. Bát Fuji. Đấy, bát Fuji nha mọi người. Đấy. Đấy, Olympic. Mà mua có 250 ngàn, rất là xịn sò. Về gắn thêm hai cái khoang và cái đầu bu thì bao nhiêu tiền đâu. Cây này cây số mấy bạn? Cũng lẫn quay rồi. Hình như là số 10. Số 10. Đây này cây số 10. 250 nghìn nha mọi người. Số 10, 250 nghìn. Số 10, 250 nghìn. Tiếp theo là cái cần 3 khúc nè. Cần 3 khúc. Cái cần này không biết mấy ông cũng dùng thế nào, cũng lấy sơn xịt luôn vào trong này đây. Cần này dài, hiện tại đang là dài 2m2. Thu vào ngắn nhất của nó là 0,82 cm. Đường kính đột đỉnh của nó là 3 ly. Đấy, cân nặng của nó là 200g. Cái cần này thì hình như cái đột đỉnh của nó có bị gãy rồi. Đấy, giá của cái cần này chỉ có 100 nghìn thôi nha mọi người. Đấy, ông chủ trước của cái cần này nó ổng đây này, cái bát của nó này, bát vặn này không biết dùng thế nào, ông xích sơn đang ông xịt vào đây, sơn đang xịt, đang thui từ lùi cái cần này này, xịt trên cả cái khoang luôn đấy à. Biết này. Đấy. Theo như mình nghĩ thì đây cái đầu bu, phần đầu bu nó gãy rồi. Đấy, phần đầu bu nó gãy rồi mà. Nó gãy một đoạn nha mọi người. Cái cần này chắc có khi dài khoảng 2m4 á. Đấy. Đúng ra của nó dài khoảng 2m4 nhưng mà giờ nó chỉ còn 2m2 thôi. Đấy nha mọi người. Đấy. Cần số 11. 100.000. Không nói nhiều. Mười lăm cái cần nha mọi người. Đây, tiếp theo một cây cần tay. Xin thông báo là cây cần tay này nó bị mắc cái nắp đít đại rồi, mình quấn đỡ cái băng keo cho nó khỏi tục ra. Mọi người về thì cắt miếng xu, cắt cái đế xu dán vào đây là được. Đấy, cái cần này dài 3m, thu vào của nó là còn là 89 cm nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh này là 1,9 ly. Như vậy ta, để mình coi nữa sau. 1,9 ly là gì rồi? À đúng rồi, lớn mà. 1,9 ly. Cân nặng của nó là 120g. Và giá tiền của nó chỉ có 100 ngàn. Rất là rẻ mọi người. Không, cái cần này á, là về làm cần tay tựa máy, về cọc thêm khoang bát vào cần tay tựa máy. Đây. Tay nha mọi người. Đấy. Đấy. Ờ, cái nó bỏ vô cái ống nước đi. Vừa. Cái nó vừa. Cần thiết mình lật cái đầu kia lại kìa. Lật cái đầu kia lại, đầu đi chẳng đến rộng. Đấy.
Quay tiếp cho mọi người nhé, giờ đang nói câu chuyện. Đấy, xong. Cái cần này 100.000 thì không cần bàn cãi gì nói nhiều nhé mọi người. Đây, cây này à, có nắp đại đây luôn. Cây này cây số 12 12 100.000 nha mọi người. Ai nhanh tay lại mắt đó, ngang ống tốc là xem nhanh mua được nha. Đó, cái cần tiếp theo là cây cần máy nhỏ gọn. Đây, cái cần này dài 1m8 này, dài 1m8, thu vào ngắn nhất của nó chỉ có là 47cm thôi, 47cm. Đường kính đầu đỉnh của nó là 1.8 ly, cân nặng của nó chỉ có là 100g. Cái cần này thì theo như mấy anh tới nhà anh mua là mua mấy anh cầm mấy cần này là anh bảo cái cần này là cái cần giấu vợ. Đây, rất là ngắn, giấu vợ đi cao là cứ xách cái cần này nhát vào ống tay hoặc là ống quần là đi được rồi, có 47cm nha mọi người. Đấy, mọi người coi nè. Đây, dàn khoan của nó rất là đẹp nè. Đấy, hoàn mỹ vô khuyết, ngoài kim loại trong là lớp su xong rồi đấy nha, lớp sứ nha mọi người, đá đấy, sứ đá đấy. Này là bu nè, đấy bu cũng đẹp luôn. Cái chân này thì hơi mình thấy đen đen tí thôi, không sao cả. Đấy, nói chung là cây này ngon. Đấy, đấy mọi người. Rồi, cây cần số 12 180.000. So với độ đẹp của cây cần này thì 180.000 quá là rẻ. Đây nè, bát của nó bắt vặn nè, làm bát nó nguyên trong cây cần luôn. Đấy, số, cây này cây số 13 chứ. Này cần số 13, giá 180.000 nha mọi người. 13 180.000. Cần số 14 số 14 đây là cái cần số 14 đây là cái cần cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 khúc, cần này dùng máy nằm đây. Cần này dài 27 vậy ta. Cần này dài 2m7 nha mọi người. Cần dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, 1m02 nha mọi người. Đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 2.4 ly, cân nặng của nó là 300g. Đấy, để mọi người coi từng đoạn luôn. Cái này thì đủ đồ. Đấy, giá của nó là 250.000. Đấy, giá của nó 250.000. Bát Fuji FX7. Đấy, màu sắc này thì mình thấy giống giống của thằng Daiwa, thằng Ryobi vậy đấy. Do là nó đầu địa luôn nên nó ghi toàn chữ Nhật, không có ghi xuất xứ, lại tên tiếng Anh nha mọi người. Đây,
lớp thứ hai này, khoang còn rất là đẹp nha mọi người, đầy đủ khoang luôn. Đấy, lớp thứ hai này chỉ có hai cái khoang. Đấy, kim loại. À, lớp su xong rồi đến lớp đá nha mọi người. Đấy. Này, tay đọc này. Cái đấu thứ hai này, này, chỗ này này nó bị nứt nha mọi người. Đấy, chỗ này nó bị nứt. Và chỗ này á, mọi người về cuốn dây nhựa như thế này này, hoặc cuốn cước xong rồi người nhỏ keo. Mọi người đánh keo AB, mọi người quét vào đây cũng được, hoặc nhỏ keo vào. Đấy, nó sẽ gia cố cái này. Gia cố cái này. Hoặc là một trường hợp nữa nhé, một trường hợp nữa là mọi người đẽo một thanh gỗ. Đấy, mọi người đút vào trong này, vừa vặn ở trong này, mọi người đo đút vừa vặn vào trong này, mắc ở ngay khu vực này là được. Nó sẽ gia cố này xong rồi mình cột cước cuốn keo vào đây nhé. Còn cái đoạn phía đây này là để cho mình đút cái đoạn đọc đỉnh vào. Đấy. Đấy. Cần là chất liệu là phíp đấy nha mọi người. Đây. Đoạn thứ ba. Khoan còn rất là đẹp, cái cần này khoan rất là đẹp nha mọi người. Cần này chỉ có bị một nhược điểm là nó bị nứt cái đoạn chỗ đấy thôi. Đấy. Nhược điểm duy nhất là bị nứt cái đoạn chỗ lúc nãy mình vừa nói xong. Đây. Cái cần này, cái cần số 14. Giá 250.000. Giá 250.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây cần số 15. Cây cần này dài 2m55, thu vào ngắn nhất là còn 57cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,7 ly. Cân nặng của nó là 220g. Đây, cần này cần rút bát đây, nó vặn nha mọi người. Đây, còn cái khoan của nó đây này, như thế này. Đây, từ dưới này lên thì đủ khoan nhé. Khoan là kim loại này, su xong rồi bọc đá nha mọi người. Đấy, còn trên cái độc đỉnh này, trên cái độc đỉnh này, đây, nó bị gãy cái đầu bu. Và khi nó gãy cái đầu bu thì theo như mình thấy thì nó đã bị tụt thêm khoảng cỡ một hai cái khoan gì nữa rồi. Đấy, một hai cái khoan gì nữa nha mọi người. Đấy, lớp sơn thì còn khá là ok. Đấy, chỗ này hơi bị phòng. Có ghi nè. Hai mét bảy mà giờ mình đo thì cũng có 2m55 đó nhiều người, trong khi là nó còn nguyên đầu bu của nó, cái cần này cần nguyên của nó đó nhiều người. Đấy, chỗ này thì ghi 2m7 nhưng mình đo thực tế nó chỉ có 2m55 thôi. Đấy, đây, cái cần số 15 cũng là cái cần kết thúc video này của mình. Đấy, mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người.